tri kỷ, trúng xe 3 tỷ. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, với mỗi hóa đơn trị giá 400.000 đồng, bạn sẽ có một lượt quay số trúng thưởng tại BTS với hàng trăm nghìn giải thưởng có giá trị. Xe ô tô Honda CRV trị giá 1,2 tỷ đồng. Máy lọc nước công nghệ Nhật trị giá 139 triệu đồng. Xe máy Honda Vision phiên bản 2022. iPhone 14 Pro Max 128GB. Một chỉ vàng 24K. Nồi cơm điện tử. Bộ ba nồi inox cao cấp. Voucher BTS trị giá 500.000 đồng và hàng nghìn giải thưởng có giá trị khác. Chương trình áp dụng tại tất cả các cửa hàng BTS đại lý trên toàn quốc và website btis.com.vn.